Cho nên tôi trích góp cho trong những cái hành trình tôi đi bán khẩu trang thì tôi trích ra được mỗi hộ 2 triệu thôi. Thì ở đây là để mà chia sẻ đến gia đình anh. Cà Mau, nơi tận cùng của Tổ quốc, là vùng đất thiêng liêng trong tâm thức người Việt bao đời. Nhưng cái nghèo, cái khó của bà con vùng sâu, vùng xa đất mũi vẫn là những câu chuyện khiến người ta phải nghẹn lòng. Đến với chương trình Tiếng Rào Cuộc Đời, khán giả sẽ được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đời thường, những khung cảnh chân thật nhất của cuộc sống bà con vùng sông nước. Kính mời quý vị khán giả cùng đón xem chương trình Tiếng Rào Cuộc Đời. Xin chào quý vị khán giả. Thì ngày hôm nay Sang đã quay lại cái ấp Gò Công của huyện Phú Tân, xã gì Sang quên mất tiêu rồi. Ngày hôm nay Sang quay lại trở lại đi với lại cùng đồng hành với Sang là có chị Phượng Đăng Mạch và cùng với con trai chị. Thì ngày hôm nay anh quay lại với gia đình mình. Thật sự mà nói, nếu như cái căn nhà mà hiện đại giờ em đang ở nè, em có bao giờ mà anh nghĩ nó sẽ thay đổi thành cái căn nhà khác không? Có bao giờ mà em nghĩ tới điều đó chưa? Dạ, em cũng nghĩ tới mà không biết có khả năng đang có tiền đang cắt được căn nhà không. Cũng nghĩ thì nghĩ tới mà chắc cũng không có tới được căn nhà gì. Không nghĩ tới mình có được căn nhà. Dạ. Ừ. Thực sự ra mà nói trong vài lát nữa đây nó thành hiện thực thì em nghĩ sao? Em rất mừng. Nếu mà nó thành hiện thực cái căn nhà mà cũ kỹ sắp sửa sập này, thì nó thành cái điều mơ ước hiện thực trong vài lát nữa thôi, mà cái căn nhà cũ này mình sẽ không còn nhìn thấy nó nữa. Thì em và chồng của em và đứa con gái lớn lúc đó cảm giác như sao? Rất mừng, điều ước sẽ thành sự hiện thực mà chỉ rất mừng, rất mừng. Tại ước bấy lâu rồi, giờ không có rồi, ước rồi sẽ đến thì có cái bất ngờ em rất mừng. Cái căn chòi màu xanh này á là cái chỗ anh thấy có cái giường với cái chiếu, cái đó để làm gì? Dạ ngủ, khi ảnh vô chặt quá vào đó ngủ. À, dạ. Chồng về thì mà trong biển về thì trong nhà chặt quá ra ngủ. Dạ. Rồi ngủ ngoài nó mưa sao? Rồi xong ngủ trong nhà. Vô khúc khúm chỗ vậy đó. Ừ. Dạ. Chỗ nào nó cũng giọt quá vậy. Chỗ nào nó cũng giọt hết. Dạ. Không dông thì đỡ, còn dông chỗ nào nó cũng giọt. Mỗi lần dông vậy em sợ không? Dạ sợ. Ừ. Có nào dông người hai mẹ con với là đứa cháu ngoại ra ngoài này ngủ không? Dạ
dạ có, cứ ảnh không có nhà thì ra ngoài này ngủ nằm đại gì cái cúp khúm gì đó. Mình cũng sợ như sập có cái người lớn nhà đàn ông mình cũng đỡ rồi, sợ như không có đàn ông rồi mình không biết được nào thì sợ mình đi ra ngoài ngủ trước cho chắc ăn gì. Em với con với đứa cháu phải chạy ra ngoài này ngủ. Dạ. Mưa tầm tã nhưng cũng phải chạy ra. Dạ. Sợ nó sập xuống rồi giật đồ điện đóm đồ này kia nọ. Rất là lo. Dạ, lo tại giờ đó cũng có thời gian. Ở với giờ buộc mình lúc mười mấy tuổi rồi dòng cuồng nó đi cũng sợ. Dòng quét ngang cậu mình. Dạ, nghe. Lúc đó rung hết rồi. Dạ. Bây giờ mỗi lần sợ. Mưa mà dòng lên là sợ. Dạ. Còn mưa lớn con sợ không? Tại sao con sợ? Tại sao con sợ cái đâu con nói bắt tắm gì? Cho nghe con. Tại sao con sợ? Dông sao sợ? Tại vì... Sợ sao? Sợ sao con? Sợ mưa lớn hả? Con mưa lớn con sợ không? Sợ. Sợ lắm hả? Rồi mưa lớn con với mẹ, được với bà ngoại đồ ra ngoài này ngủ hả? Ngủ ngoài này rồi bị ướt hay sao? Có bị ướt không? Dạ. Ngủ ngoài chỗ cái chỗ màu xanh hả con? Con lớn lên con ao ước điều gì nhiều nhất? Con kiếm tiền nuôi mẹ với cha. Con kiếm tiền nuôi mẹ với cha hả? Còn con lớn lên con ao ước điều gì? Con ước mơ con làm gì? Con làm nghề gì? Làm bác sĩ. Làm bác sĩ hả? Ôi trời ơi giỏi ghê á. Mà bác sĩ để cứu người hả? Ồ, giỏi quá. Thôi thì cái nhân duyên nó cũng đến. Sẵn đây anh cũng báo em. Thì cứ ước mơ của em sắp thành hiện thực trong nay mai nữa. Giảng lên nha. Nhân duyên đó là của Mạnh Thường Quân. Đặc biệt chỗ chị Phượng Đơn Mạch sẽ trao cái phước lành đó, nhân duyên đó. Và đồng thời bên cạnh quý vị Mạnh Thường Quân trong nhà ngoài nước thì cái nhà thì chị Phượng xưa giờ chị Phượng đã hứa thì chị Phượng sẽ cho cái nhà để chia sẻ với đồng mình và chị Phượng tài trợ cho cái vốn để đang nuôi gắng cố gắng làm ăn thoát nghèo. Anh nghĩ em có nên gọi em báo chồng em không? Dạ chiều nay em điện cho ông chủ rồi cho ông chủ mà điện ra ngoài giùm đặng ảnh vô sớm. Dạ. Chắc chồng em nó mừng lắm luôn á. Dạ mừng. Hôm bữa có nói ảnh mừng quá chừng. Bữa chú xuống đây ảnh đi rồi ảnh có nhà. Ngày bữa sau điện ảnh mừng quá trời ảnh rửa được chiếc ghe thì được rồi. Chứ... Có ghe để đi làm là được. Dạ. Ảnh nói chú ra có xuồng đặt lúa với ảnh là mắc dữ lắm. Tại vì chú cho xuất tiền cho mà sợ như đặt rồi cái người ta rút á. Bị anh trộm lấy nữa. Dạ. Không nên đi đặt lú nữa. Dạ. Cho nên hình thử cho cái xuồng để sau này để mà làm cái phương tiện đi lại. Dạ. Rồi mình anh tính cái việc mà bạn với chính quyền địa phương để cho mình chăn nuôi thì là lụm trứng. Lụm trứng đi bán thì có cái xuồng cái ghe đó vỏ lại đó thì mình chở trứng ra ngoài để mình bán. Nó cũng là cái phương tiện để mà mình sinh tồn và mưu sinh. Làm sao cho mấy đứa nhỏ này nó ăn học nó nên nhồi để sau này nó đừng có khổ. Dạ. Điều đó là hạnh phúc vô cùng. Thôi cố đi, gọi ra cho chồng, gọi cho con gái lớn mình, báo cho con mình biết luôn. Dạ. Kêu nó về đây, phụ với mẹ chăn nuôi. Rồi cha con cũng sẽ không đi biển nữa, ở nhà lo chăn nuôi. Để tiếp tục mưu sinh. Dạ. Hạnh phúc và nhân duyên đến. Dạ. Cảm ơn thưa. Rồi chị gắng nha. Ví dụ như cái nhà này nè mà em đắp đắp em tiếng Việt nó gọi là sàn lấp đắp đắp ha nền đó là kêu là gì nâng nền á rồi hết cái nhà này là em nghĩ phải bao nhiêu tiền? Lúc trước em có dây phụ nữ 3 triệu một lần 3 triệu cái dục được con phỉnh trên này nè. Cái đất nhiều đó còn chuyến sau có dây 3 triệu nữa trả rồi cái dây được 3 triệu nữa được phỉnh trước chưa có đẩy vô nữa. Chưa có dục đắt vô nữa. Hiện giờ còn lâm bên phụ nữ 3 triệu à, bên anh Nguyên ấp ổng cho dây vốn gì đó khoảng bao nhiêu tiền em có biết không? Muốn làm cái nhà này khoảng bao nhiêu tiền? Dạ. Cái nhà này á nếu như á mà biết cách làm á thì
em sẽ làm việc với bên ủy ban. Thì tầm tổng chi phí cho cái căn nhà này tầm 60 triệu, mình xây ba cứng. Ba cứng có nghĩa là vách cứng là vách tường, chứ không phải thon nha. Nền cứng là nền xi măng lót gạch, nâng nền lên luôn á. À, lót gạch giò mái là mái tôn là cũng là cứng luôn, gọi là ba cứng. Tầm 60 triệu cho một cái căn nhà hoàn thành hết rồi. Hoàn thành hết luôn. Đó, cái nhà ba cứng là nhà tường luôn, mái tôn đó, 60 triệu đồng. À, bây giờ là chị Phượng không có hứa để xây nhà cho em. Để chị Phượng về Phượng tính lại. Tại cái chuyến đi du lịch kỳ này, một trong 4 tuần này là chị Phượng làm từ thiện rất là nhiều. Nói chung là rất là nhiều luôn, mà không biết cái số tiền nó còn nhiều lại không thì chị Phượng chưa biết. Nhưng mà cái việc nhà là xây nhà là cho em á, là chị Phượng chưa có hứa. Nhưng mà chị Phượng sẽ cho em một cái số vốn để nuôi vịt trước, và sẽ cho em một cái số tiền, một ít tiền nữa để mà em mua thức ăn cho con vịt ăn nha. Chị Phượng cũng như là chị Phượng giúp cho bà con nghèo á, thì chỉ là cái đồng tiền túi cho Phượng ra thôi, chứ Phượng cũng không có quyên góp hay là không có một cái người nào mà hùng hạp với chị hết. Chị làm giúp cho bà con nghèo là cái bằng tiền túi của chị, mà tiền mà chị làm ra thôi. Bây giờ chị Phượng chưa có hứa là cái nhà của làm cho em nha. Để chị Phượng sẽ suy nghĩ lại lại một khi chị Phượng làm cái gì là chị Phượng thích làm một mình, chứ không chị Phượng thích hùng với ai đâu. Có khả năng thì chị Phượng sẽ làm hoàn thành cho em hết, một mình chị thôi. Tại chị Phượng làm bằng tiền túi, chứ không có biên góp hay là hùng với ai. Chị Phượng thích hùng với người ta, một mình thôi. Thôi anh nên về giúp em đưa cho Hưng chủ tịch dùm cho em. Em làm việc trao đổi với chỗ Hưng rồi. Còn này 2 triệu này là chị em giữ, không phải đưa cho bên đây. Này là để dành khi nào hút dịch xong thì em mua thức ăn cho con vịt. Tất cả tổng cộng là 12 triệu. Chị tặng cho em. Em cảm ơn chị nhiều. Không có gì. Chị Phượng em xin chịu để cho bà cháu bữa nay đi chợ mua cái gì ăn cho nó ngon một bữa luôn. Có kịp quá. Dạ, đây cũng cảm ơn chú Sang nhiều. Nói chung em thực sự ra rồi đây xin chị Phượng chịu nè, gửi anh chia sẻ là cho em để em mua cái gì ăn. Ăn bữa cho con của em với lại cháu ngoài, ăn bữa cho nó ngon. Rồi về căn nhà cái áo ước của em á. Anh nghĩ chờ Phật cũng thương gia đình mình đã đưa chị Phượng đến đây. Thì trước mắt thì chị Phượng không dám hứa điều gì, nhưng mà anh nói nhân duyên lớn lắm rồi. Thì chị Phượng sau khi chị Phượng về nước, chị Phượng sẽ xem xét lại để mà giúp cho em cái điều ao ước đó của em. Để mà có được cái căn nhà che nắng che mưa cho các con cháu rồi kia nọ. Thì cũng đồng là cái người phụ nữ nhau, chị Phượng cũng hiểu được cái cảnh khổ của em. Chồng thì không phải là bỏ bê gì, mà vì cuộc sống mưu sinh chồng phải đi ra bám biển làm thuê làm mướn ta. Cái bữa thì có chúng tháng nào vô thì chúng thì không thiếu nợ lại, còn trang tháng nào vô không có trúng cá thì buộc phải thiếu nợ lại tiền dầu tiền xăng. Cho nên là khổ lắm. Vì mỗi nhà ở nhà rồi em phải âm thầm đi mò cua mò ốc để kiếm từng đồng tiền cắt để mà nuôi cho con mình với đứa cháu ngoại. Thì chính vì cái điều đó chị Phượng thấy đồng cảm, là một cái người phụ nữ thì ngày hôm nay đã đủ nhân duyên chị Phượng đến đây. Chị bỏ một cái thời gian cũng như là cái hành trình rất là xa. Đó, từ ở bên hải ngoại mà chị về đây, đứng nước bánh Đan Mạch đi cùng với con trai để vô tới tận ở đây. Thì đi đường đi từ sáng tới giờ là đi vô đây rồi nó rất là xa, sông nước rồi ra tới biển rồi mới vô tới chỗ em, vùng sâu vùng xa. Thực sự đó là cái nhân duyên đã đưa chị Phượng đến đây. Thì đó cũng là một cái thời khắc mà anh nghĩ chắc không lâu nữa đâu. Bây giờ mình, gia đình mình nếu có cái ý chí vươn lên, anh nghĩ điều đó là sẽ giúp gia đình mình giải thoát được cái sự nghèo khổ, chấm dứt đi mọi cái sự khổ đau. Mong rằng gia đình hãy trân quý những cái giây phút như thế này để mà vươn lên. Em đang thay mặt các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em, cảm ơn rất nhiều. Rồi sẵn anh cũng báo cho em thêm một cái tin vui là trước khi đến đây thì mọi người đã gửi anh ít. Em xúc động lắm. Mọi người gửi anh ít ít để mà mua cái ghe cho em. Để làm cái phương tiện
để chồng mình với mình để mà mưu sinh, đưa mấy nhỏ đi học, kiếm thêm cái gì đó để mà sớm chấm dứt được nghèo khổ. Thì sớm giờ tập trung lo là phát quà, tụi anh cũng chưa có thời gian, anh sẽ quay trở lại sớm nhất để đưa em với vợ chồng em đi ra mua cái ghe. Còn về cái nhà thì giống như chị Phượng nói, anh nghĩ cái duyên sắp đến rồi, chỉ cần mình cầu nguyện niệm Phật nhiều vô, giống như chị Phượng nói, niệm Phật nhiều vô, mọi cái sự thống khổ mình sẽ giảm bớt dần dần dần. Cho một ngày đó anh nghĩ chắc cái ảo ước của em sẽ thành hiện thực. Dạ, rất mừng. Em nay vui không? Dạ vui. Vui sao khóc? Quá vui. Anh nhờ bên Mặt trận Tổ quốc họ liên hệ giùm cho anh để mua cái giỏ lạc. Giờ mua máy đầy đủ hết phương tiện để đem vô đây trao cho em. Dạ. Thì anh sẽ quay lại sớm nhất trong 2 hoặc 3 ngày nữa. Dạ. Thì anh còn công tác ở đây tới tuần lễ. Cố lên em. Dạ. Đây là cái bước ngoặt đầu tiên của chị Phượng với con trai chị Phượng đến đây để mà giúp gia đình mình cùng với lại những mạnh thường quân khác. Thì trước mắt thì chị Phượng chỉ trích cái tiền túi của chị ra, chị cho để mà em làm cái nghề, cái cần câu trước. Rồi còn về cái nhà thì anh nói, nãy chị Phượng đã nói rồi, để chị về chị xem xét và coi đủ tiền, chị sẽ giúp cho. Chị từ xưa tới giờ giúp biết bao nhiêu hoàn cảnh rồi, đã đồng hành cùng với anh nhiều năm rồi. Đó. Cho nên thì anh nghĩ tôi cũng sắp sửa tới mỗi thời khắc mình chấm dứt đi cái sự nghèo khổ. Mà bên cạnh đó anh khuyên gia đình hãy thường xuyên niệm Phật và thường xuyên cố gắng lên, đặc biệt cái đứa con bé gái lớn của mình, bé mà bị tai nạn xong rồi thì hãy khuyên bé nó về đây. Chị Phượng cũng đã nói cháu muốn học nghề gì, chị Phượng sẽ giúp cho cháu nó đi học cái nghề, sống gần con của mình, sống gần em mà là mẹ của nó, để mà san sẻ nhau. Bốn người phụ nữ này tối đưa lửa tắt đèn cũng có ở trong đó nha. Còn cha nó thì cái trụ cột cũng phải đi tiếp tục để mà đi sinh sống, mà nghĩ sau này có cái ghe thì cha nó quanh quẩn vòng ở đây đi câu mật làm gì đó thì tôi cũng có cái ghe làm phương tiện để mà đưa mấy đứa nhỏ đi học, đi tới đi lui và đem chữ chứng dịch đi ra ngoài để mà bán. Chứ giờ vợ chồng cũng không có được cái chiếc xe Honda mà không biết chạy, mà không có phương tiện để đi ra ngoài. Nếu như bây giờ sau này mình chăn luôn mà có trứng nhiều cũng không có cái gì để đem ra ngoài bán. Còn nếu có cái ghe thì hai chồng thay khuyên nhau bỏ đồ trên ghe chạy vòng vòng đi bán, hoặc đem ra ngoài bán ngoài chợ để bán cũng đỡ hơn. Thì mình chỉ cho em hay cái tin vui như vậy trước mắt. Cố lên. Thôi, một lần nữa thì một chương trình cũng như gia đình của anh Chi thì em rất là cảm ơn chị Phượng đã cùng đồng hành với em rất nhiều năm rồi. Người chị cũng đã từng cho biết bao nhiêu cái hoàn cảnh, nhà cửa không ăn việc làm, và kể cả nguyên cái xe cứu thương chị cũng đã cho em cái xe cứu thương để mà để giúp cho bà con nghèo. Thì một lần nữa em cảm ơn chị nhiều lắm, cảm ơn chị sâu sắc. Chị tuy rằng ở xa, chị luôn hướng về Việt Nam để chia sẻ với bà con mình, cũng giống như tất cả những cái kiều bào hải ngoại. Tùy theo cái lòng, họ có khả năng được bao nhiêu, họ giúp bấy nhiêu. Thì cảm ơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì cho Sang cũng gửi lời cảm ơn tất cả quý vị mạnh quân đã có tên chạy ở dưới để mà gửi đây cho Sang, cùng trong cái quỹ vì người nghèo, trong cái tiếng rau cuộc đời này. Để Sang trước mắt về mua cho gia đình Chi về cái ghe trong một cái video sau, và quý vị sẽ thấy được cái tên của quý vị cũng như là danh sách của mọi người đã ủng hộ về cái chiếc ghe này. Còn phần cái cần câu là cái chăn nuôi vịt này chị Phượng trao cho em. Thì chúc mừng em nha. Cố lên nè. Cảm ơn rất nhiều. Cố lên. Mình coi chế theo vượt qua nha. Anh cảm ơn chị Phượng nhiều lắm. Em rất mong
tiếp tục để chia san sẻ những cái nỗi thống khổ của bà con mình, đặc biệt là cái ứ dụng Gò Công này, việc của tâm bà con còn khổ nhiều. Anh Minh đang cố gắng giúp em đưa cái tiền đó về cho Hân nhìn em, mà chưa em muốn nói chuyện Hân rồi. Thì Hân cũng hứa với em là để mà mua được cái số lượng nhiều, là thay vì người ta cái tiền này họ mua không tới được 100 con, Hân sẽ gắng cố gắng mua thành được 130 con. Rồi bên cạnh nó làm cái vòng nữa, là cái hàng rào đó để nó giống như cái chuồng vậy. Thì hy vọng sau khi mà em đón nhận được cái tin vui này, cũng như là cái nhân viên lành của Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, cũng như là đặc biệt của chị Phượng, thì lần tới nếu có dịp chị Phượng về, chị Phượng sẽ, chị Phượng người xưa giờ chị Phượng hứa cái nào chị Phượng làm đó, không bao giờ mà chị Phượng bỏ nó 1-1-2-2. Nếu có dịp chị Phượng quay về, chị Phượng muốn quay lại đây để xem cái cuộc sống của em nó thay đổi như thế nào, để chị Phượng cùng mừng và vui với em. Dạ em rất cảm ơn chị nhiều. Chị hứa đừng buồn đấy nha, tại vì bây giờ có chị rồi. Chị nhiều. Hai chị, tại vì hai chị em mình giống như nữ duyên thôi. Cái này giống như là gì, làm kêu là gì sao? Hữu duyên. À, bữa nay không phải là đi lại nhà của em đâu. Hồi nãy chị tưởng là đi nhà của cái bà mà hai vợ chồng mà mò ốc á. Hai chồng ốc. 2.000 một ký á. Ngày mai mình mới tới. Là không, chị Phượng nghĩ đến cái nhà đó là cái nhà này. Hồi nãy chị Phượng hiểu lầm á, là tưởng là cái nhà bà bắt ốc mà 2.000 một á. Có 3 đứa con đúng không? Hai chồng á, chị Phượng nghĩ là cái nhà này nè. Rồi. Rồi em không có gì, em khỏe đó ha. Dạ. Rồi chị đi. Dạ. Rồi, cố lên. Dạ. Cảm ơn chú Tăng. Mừng lắm. Yeah. Cảm ơn chú rất nhiều. Yeah. Anh nói thật cho em là anh ngồi đây mà anh nghe mà những gì mà chị Phượng chia sẻ với gia đình mình á, anh xúc động muốn rớt nước mắt luôn á, mừng cho em luôn á, mừng lắm luôn á. Rồi không biết gia đình mình cái cảm xúc như thế nào chứ anh muốn rớt nước mắt khi mà anh nghe được cái thông tin chị Phượng đã hỗ trợ gia đình mình, vui lắm. Cổ lắm. Cũng rất vui. Hồi nãy chị con Phượng còn nói là để về bà Đăng Hoạch là chị Phượng sẽ suy nghĩ lại nha. Nhưng mà sau cái tâm trí của Phượng nó làm như là có ai mà xúi dục chị mà để giúp cho em vậy đó, thật sự luôn á. Chị ok liền thấy không? Không có từ chối một giờ nào luôn á. Chị ok liền không? Không cần phải chơi ở Đăng Hoạch. Làm tại bây giờ và hiện tại luôn. Em nhớ nha, trong vòng 2 tuần nữa chị Phượng sẽ quay trở lại các bạn lại cánh đồng cái căn nhà. Vậy là chị cũng cầu cho phải cái 2 tuần nữa được mưa. Đừng mưa mấy rồi. Mà làm cho lẹ. Ồ, chứ mưa gì em đang với mấy cháu đâu ngủ được đúng không? Sợ không? Sợ ma không? Không sợ ma, không sợ. Chị là chị sợ ma lắm, chị sợ sập. Hồi nhỏ có mà ba ở chứ ông già ruột có bảo cù đi sập lần rồi giờ sợ. Dòng cái là sợ. Vậy vui ha. 2 tuần nữa có nhà mới rồi. Rồi đi toilet cũng không cần phải đi cơ. Ủa đi toilet ở đâu? Dạ, ngoài đó hả? Là 2 tuần sao? Nữa em đi toilet thoải mái luôn, ở trong nhà luôn. Không cần mưa gió, nhà của mình không còn lỗ kim lặng gì ta. Thường thường cái lỗ thấy mặt trời á. Lỗ chống bơm, lỗ chống trời á. Coi như là máy nhìn xuyên. Bữa nay em vui không? Vừa có nhà, vừa có cái cần câu. Cần câu dịch nữa. Ngày lại mua cắt nhà xong cái bò hốt dịch về nuôi. Thường thường là bao nhiêu ngày mới đẻ, một tháng? Dịch á thì em cũng rành mà cũng nhanh lắm. Nó chậm hơn gà trứng một vài ngày thôi. Chừng nào có trứng á, nhớ cứ khói lui chị Phượng nha, chị Phượng dặn trứng phụ em. Không, chị Phượng cho cái số của chị Phượng, lâu lâu chị Phượng gọi về, chị Phượng nói tâm. Dạ. Rồi, cố lên nha. Rồi còn 2 bữa nữa thì anh sẽ quay vô trao cái ghe với làm cái cùng với là chị Phượng làm cái lễ đồng thổ. Làm lễ đồng thổ để xây dựng nhà cho mình. Dạ. Bữa nay chị rất là vui, thiệt. Hồi nãy chị cần suy nghĩ là khi về Đăng Mạch đi chị sẽ kêu lại nãy nói sao. Khi về Đăng Mạch thì chị còn suy nghĩ lại á. Giờ chị rất là vui, chị giúp cho một người nào mà giống như là hoàn thành á, chị rất là vui luôn. Vui dữ lắm luôn á. Cái này cũng nhờ cái phước của Simon nữa nè. Simon, hồi nãy Simon nói cái câu gì đó nghe. Rất là buồn. Rất là buồn, thấy bà con khổ nhiều quá mà Simon nói là rất là buồn. Nói chung thì con giúp thật sự ra thì ý của mẹ con á, mong muốn con sau này lớn lên thì tiếp tục hãy theo con đường của mẹ để mà chia sẻ cái hơi ấm tình thương đến cho mọi hoàn cảnh khó khăn. Nếu mình làm được có thể thì mình sẵn sàng mình giúp. Đó là tâm nguyện của mẹ con. Mong rằng với cái sức trẻ và cái tài năng của con cũng như các bạn trẻ khác thì sau này còn có đi trên con đường này
chú nghĩ cũng giỏi hơn mẹ con cũng như là giỏi hơn chú luôn. Giỏi hơn chú luôn á. Thì sau này chú mong rằng con hãy tiếp tục phát huy được cái tâm nguyện của mẹ mình để mà chia sẻ cái tình yêu thương lan tỏa, đặc biệt giúp cho người dân Việt Nam mình. Điều đó quá tuyệt vời. Mà ngày hôm nay mà con trả lời mấy câu hỏi mà của mẹ con không phải đơn giản đâu, hóc búa lắm á. Mà con nói, con sẽ hứa con làm tiếp tục. Nhớ nha. Con. Chú rất là vui mừng. Rồi ngày hôm nay chú đứng đây với lời con, với mẹ con, chú vui lắm. Thật sự, cái tình yêu thương xuất phát từ trái tim. Rồi. Cháu nó thì mà trước khi vô đây gặp á, cháu nói một câu, thấy bà con Việt mình khổ quá, con buồn, cháu nói một từ cháu buồn, tức là cháu không thể nào mà tưởng tượng và cái cảnh khổ của bà con mình, thấy cái việc bà con mình khổ cực, cháu cũng đau lòng. Còn có lời nào con gửi với cô chị không? Cô vui là được à? Ý nói là cô vui được rồi, mà cô mà không có đâu làm ăn là cô buồn, và cô không có tiền đó. Ý là nó nói vậy á, tại nó đẻ bên đó nó không có biết tiếng Việt nơi nhiều cháu đâu. Nó nói tiếng Việt không nhiều. Nó gần. Nhưng mà được con cái cháu có cái trái tim, trái tim lan tỏa. Ở cái giới trẻ bây giờ, mấy các bạn trẻ đi theo cái con đường mà hướng thiện rất là nhiều. Thôi, nhân viên ngày hôm nay hẹn gặp em trong 2 ngày nữa. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Nên gọi điện thoại báo cho chồng. Để chắc có lẽ ông chồng ông mừng lắm luôn. Dạ, điện chắc không được, có điện chủ ghe okay. điện đàm gì đó. À, gọi điện bằng bộ đàm. Dạ. Đi ra ngoài có điện. Dạ. Rồi, chúc mừng em nha. Dạ. Hai chị em mình là đủ duyên rồi đó. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn nhiều. Chúc mừng cô có nhà mới, có dịch mới luôn. Có nhà mới, có dịch mới. Dịch mới luôn. Rồi được cái chiếc ghe nữa. Dạ. Yeah. Chiếc ghe mới luôn, rồi cái gì cũng mới trơn á. Sang một lần nữa, cảm ơn tất cả quý vị mạnh thường quân đã cùng đồng hành với Sang để mua chiếc ghe cho Chi. Còn về cái cần câu, công an việc làm là chị Phượng đã giúp cho cái việc mà chăn nuôi. Giờ chị Phượng cũng xây cho cái nhà. Đó là cái nhân viên này. Sang thật sự rất là hạnh phúc thay cho bà con nghèo của mình, và nói riêng là cái gia đình của anh Chi hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vì cái tình yêu thương lan tỏa của quý vị, cũng như đặc biệt về cái chỗ chị Phượng với lại cháu Simon đã chia sẻ cái tình yêu thương mà không ngại cái khó khăn, đi rất xa từ Đan Mạch về tới Việt Nam mà cùng đồng hành lặn lội đi vô sông nước rồi ra biển rồi mới dòng được vô tới trong đây. Nó gian nan lắm, nhưng mà cái quý ở chỗ cái thôi thúc, cái trái tim nhân ái của những người mạnh thường quân luôn thôi thúc với họ không bao giờ từ nan, mà họ nếu mà họ cảm nhận được, họ giúp được cho ai đó thì họ sẵn sàng họ hy sinh họ đi. Thì đi cái này họ chia sẻ cái tình yêu thương, thậm chí bây giờ mình đi dọc đường nó cực khổ, nó gian nan, nó đủ thứ mọi cái, nhưng họ cũng quyết tâm về đi để đem cái tình yêu thương nó lan tỏa. Thì mong rằng bà con của bác mình, khi bất kỳ gia đình nào mà đón nhận được cái tình yêu thương đó, chúng ta nên trân trọng và trân quý để mà đem được cái tình yêu thương đó phát huy được. Tức có nghĩa mình phải thoát nghèo được, thì đó mới gọi là cái câu trả lời tri ân đến mạnh thường quân. Cố lên em nha. Hồi nãy Tám Sang nói rất là đúng á, chị Phượng hứa là chị Phượng sẽ làm, dù sớm hay là muộn gì, trước sau thì cũng phải có. Chúc mừng em nha, đã đủ rồi đó, cái gì cũng mới trơn á. Rồi, tạm biệt. Tạm biệt chào quý vị khán giả. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại cái video sau. Và chị Phượng sẽ đến đây làm cái lễ động thổ, và cái video tiếp nữa đến đây để bàn giao căn nhà. Cùng Chi vui với lại chị Phượng, với lại gia đình của em Chi, với lại tất cả quý vị khán giả nha cả nhà. Hẹn quý vị ở video sau trong chương trình Tiến Đâu Cuộc Đời. Mọi người ơi, hãy nghe Tiến Đâu Cuộc Đời, ngày mà ăn tân gia nhà sẽ có một cái buổi tiệc thật là nhỏ nhỏ và khui rượu sâm banh nha. Chúc mừng cho chị, cho em có một cái ngăn nhà mới, cái gì cũng mới hết nha mọi người. Bye bye mọi người. 38 năm trong cuộc đời, chị Chi chưa từng dám nghĩ đến ngôi nhà mơ ước của mình sẽ trở thành hiện thực. Nhưng nay ngôi nhà ấy đã ngay trong tầm tay của chị. Hạnh phúc, xúc động, bất ngờ là những cảm xúc lẫn lộn trong lòng chị ngay lúc này.